Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em, thì với Giáo hội Hoàn Vũ hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Giêsu về trời. Đúng như lời Người đã nói, con người phải chịu đau khổ nhiều, phải chết rồi mới được tôn vinh. Đức Giêsu về trời mang lại cho chúng ta một niềm hy vọng hết sức lớn lao. Xin Chúa ban niềm vui, sự bình an nước trời cho chúng ta ngay từ hôm nay. Và đầu lễ chúng ta đã lắng nghe thông báo Đức Cha Đa Minh của chúng ta đã được Đức Giáo Hoàng chấp thuận và Ngài chính thức ngự hưu, và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đào sẽ là đức cha của giáo phận chúng ta. Hiệp với lời tạ ơn của Đức Cha Đa Minh, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa với tất cả những ân huệ Chúa ban qua tấm lòng của Đức Cha Đa Minh, và chúng ta cũng cầu nguyện cho Đức Cha Giuse tiếp tục gánh vác công việc dẫn dắt giáo phận của chúng ta. Và điều thứ ba, giúp lễ cho thánh lễ sáng hôm nay của chúng ta là thầy Sáu Đa Minh Trần Văn Hiệp, dòng Gioan Thiên Chúa bên chúng ta. Và hôm nay cũng là một tháng Ngài lãnh chức phó tế. Cộng đoàn chúng ta hân hoan chào đón Thầy. Trong thánh lễ này, Thầy sẽ giảng lễ cho chúng ta với tương quan đó là anh em trong cùng một giáo xứ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Thầy trong thời gian gần sắp tới, Thầy sẽ lãnh chức linh mục để phục vụ cho sứ vụ của nhà dòng. Thánh lễ sáng nay chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Geronimo Đa Minh Maria Giuse, tạ ơn Thiên Chúa cầu bình an. Họ Văn Côi cầu nguyện cho chuyến hành hương được bình an. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cư trừ những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa là Thiên Chúa, là vua ngự trên trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ. Vì hôm nay con mồ Chúa đã lên trời vinh hiển là thủ lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Khởi đầu sách Công vụ Tông đồ. Thưa Ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu đã làm, những điều Người dạy. Kể từ đầu cho tới ngày Người được rước lên trời, trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các tông đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy Người là đấng, Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các môn, với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà đợi chờ điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới. Đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ làm chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên ngay trước mặt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đang đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng cạnh bên và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và đã được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời. Đó là lời Chúa. Yeah.
chúng ta. Chúa là vua, Ngài tổng trị khắp trần gian. Ngài đã lên trời với Chúa Cha. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần trí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những người tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu đau khổ rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, ngày 4 tháng 6 năm 1783, lần đầu tiên hai anh em Montgolfier bay lên trời bằng khinh khí cầu được 500 mét trước hàng ngàn người ngưỡng mộ. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, một phi hành gia người Nga đầu tiên tên là Gagarin đã vượt qua khỏi tầng khí quyển bằng phi thuyền Vostok. Và đến ngày 16 tháng 7 năm 1969, hai phi hành gia người Mỹ là Armstrong và Aldrin đã đặt chân lên được mặt trăng. Ước mơ được lên trời là ước mơ tự nhiên của con người, cũng như mong ước của mọi người là được trường sinh bất tử. Thưa ông bà anh chị em, bài phúc âm hôm nay tường thuật lại biến cố Chúa Giêsu lên trời. Đang khi chúc lành cho các ông, Chúa Giêsu rời khỏi các ông và được đưa lên trời. Hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa về trời gợi mở cho chúng ta một vài suy tư sau đây. Chúa Giêsu lên trời để củng cố niềm tin cho các tông đồ. Sau khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh, các tông đồ rất lo lắng và sợ hãi. Và sau khi Chúa sống lại, các tông đồ chưa kịp mừng được bao lâu thì Chúa lại nói: một ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy vì Thầy sẽ về với Cha. Nhưng Thầy sẽ không để các con mồ côi, Thầy sẽ xin Cha sai Thánh Thần xuống với các con và các con sẽ vui mừng. Chúa về trời để chúng ta biết rằng Chúa về lại vương quốc của người trước kia. Không ai lên trời được trừ người đã từ trời xuống. Chúa lên trời ngự bên hữu Chúa Cha để nhận lấy quyền năng và vinh quang được ban cho người sau khi đã hoàn tất chương trình cứu độ. Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và Chúa về trời để chuẩn bị chỗ cho chúng ta, như lời người đã nói: Thầy đi để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu thì chúng con cũng ở đó với Thầy. Ông bà, anh chị em thân mến, các phi hành gia muốn lên trời hoặc đặt chân lên mặt trăng phải được tuyển chọn rất kỹ trong số hàng ngàn người thử nghiệm, rồi phải tập luyện rất vất vả trong tình trạng vô trọng lực, tốn kém rất nhiều tiền của, vân vân. Nhưng rồi các phi hành gia có lên trời rồi ở mãi đó được không? Thưa không, chỉ lên được một ít ngày rồi lại phải xuống trái đất thôi, vì hết lương thực và hết oxy. Chúng ta ai cũng mong lên trời, nhưng chúng ta không lên trời theo cách của các phi hành gia. Chúng ta sẽ lên trời theo cách thức của Chúa chỉ dẫn. Chẳng tốn tiền mà ai cũng có thể lên được. Vậy cách của Chúa là cách nào, thưa ông bà anh chị em? Để dễ thực hành và nhớ, con xin chỉ tóm tắt hai cái điều này. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Và thứ hai là yêu thương tha nhân như chính mình ta vậy. Chúng ta đang sống trong tháng 5,
Thánh Hoa kính thức mẹ, chúng ta hãy hướng lòng về mẹ. Mẹ đã được đưa lên trời cả hồn và cả xác. Xin mẹ huyền giúp cầu thay để một ngày đó chúng ta cũng được về trời với mẹ, hưởng phúc muôn đời. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời. Anh chị em thân mến, lễ mừng Chúa về trời thắp sáng niềm hy vọng vĩnh phúc trong chúng ta. Đó là ánh sáng và động lực cho cuộc lữ hành về trời của dân Chúa. Chúng ta xin Chúa gìn giữ niềm hy vọng này luôn bừng cháy trong hội thánh. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn biết hướng lòng về quê trời, để cuộc sống của họ tỏa sáng niềm vui trong yêu thương và đạo đức. Xin Chúa đem lời cho chúng con. Hôm nay là ngày thế giới truyền thông. Xin cho những người có trách nhiệm với mạng lưới thông tin biết nghe theo tiếng lương tâm chân chính, để dùng phương tiện truyền thông mà hướng dẫn con người sống theo sự thật, công lý và tình thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tôi đã tường thuật những điều Đức Kitô đã làm và giảng dạy. Xin cho ngày càng nhiều người sử dụng phương tiện truyền thông mà loan báo Đức Kitô, và cho các bạn trẻ biết khôn ngoan sử dụng mạng lưới thông tin để trau dồi hiểu biết, thăng tiến kỹ năng sống và vun trồng đức tin của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay cũng là ngày tôn vinh các bà mẹ. Xin cho các bà mẹ có được trái tim yêu thương chân thật, để luôn mang đến cho gia đình niềm vui và giáo dục con cái nên những công dân đạo đức, giàu lòng nhân ái và có trách nhiệm với xã hội. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, con Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng con. Xin cho niềm hy vọng nước trời thôi thúc chúng con trung thành, bước theo Chúa và nhiệt tâm loan báo tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa thương con nghìn
tình yêu bên thắm thiên từ bay chim non phiêu đến bên chân mẹ hiền thiên rằng về thiên đường ngày lễ tri ân tình thương thiên rằng lời tán dương tình Chúa thương con nghiêm trọng tay nhuộm máu cứu thế mở đường thanh thang đưa thế nhân tới huy hoàng thiên rằng về thiên đường ngày lễ tri ân tình thương thiên rằng lời tán dương tình Chúa anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển. Chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc vì Chúa Giêsu vô vinh hiển đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần hôm nay lên trời cao thẳm là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của người tin tưởng, được theo người đến nơi mà chính người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh cùng với triều thần thiên quốc, chúng con chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo mình. Đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng hồn nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa. Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh, Chúa luôn hiện hữu với họ trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con, khi chúng con được tình yêu của người quy tụ, người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy lạy Cha thân nhân từ chúng con, Ngài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén dâng lời tạ ơn Cha và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy,
máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chính trên và nguyện dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Cha Chí Thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô con Cha là đấng cứu độ chúng con, mà Cha đã đưa người qua cuộc khổ nạn và gáy chết trên thập giá, đến vinh quang phục sinh và đặt người ngự bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha cho tới khi người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. Xin Cha đón nhìn hiến lễ của hội thánh Cha. Trong hiến lễ này, chúng con dâng hy lễ vượt qua của Đức Kitô đã được trao lại cho chúng con, và xin ban cho chúng con nhờ sức mạnh thánh thần tình yêu của Cha, bây giờ và cho đến muôn đời được kể vào số các chi thể của con Cha, đấng mà chúng con được thông phần mình và máu của Người. Vậy lạy Cha, chúng con được mời gọi đến bàn tiệc của Cha. Xin củng cố chúng con trong sự hiệp nhất cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse giáo phận chúng con, Đức Giám Mục Đa Minh cùng tất cả các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa khi vững lòng tin cậy bước theo những nẻo đường của Cha. Chúng con có thể gieo rắc vào trần gian này sự tin tưởng và niềm hân hoan. Xin Cha nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt ông bà tổ tiên, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Cha tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin cũng cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, Thánh các Thánh Tông Đồ, các Thánh Từ Đạo cùng hiệp thông với toàn thể các Thánh. Chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người truyền dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Ước Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Thầy chúc bình an đấy. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa ban bình an cho chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa đây đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chúa Thiên Chúa. Chúa nói, con cầu xin cho họ nên một như chúng ta là một. Alleluia. Chúa đã về trời hiệp nhất ba ngôi.
trong tôi thâm u sự chết. Rồi mai đây Ngài đến, phán xét nhân trần ngay chính công minh, trong vinh quang rực rỡ. Vì danh Ngài sẽ thống trị đất trời. Rồi mai đây ngay chính công minh, trong vinh quang rực rỡ, vì danh Ngài sẽ thống trị đất trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về Chúa là nơi Đức Kitô, vị thủ lãnh của chúng con đang hiển trị, người hàng sông và hiên tri muôn đời. Kính thưa cộng đoàn, thầy Sáu Hiệp và có đôi lời với chúng ta. Trước hết con xin hết lòng cảm ơn cho chính xứ đã thương để cho con hôm nay được hiệp dâng thánh lễ cùng với tất cả quý ông bà, anh chị em trong giáo xứ. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con và để con chu toàn được nhiệm vụ mà con mới lãnh nhận. Nguyện xin Chúa luôn ban nhiều ơn thánh, sức khỏe cho cha xứ, cha phó, quý thầy và tất cả quý ông bà trong ban hành giáo và tất cả quý ông bà trong giáo xứ. Xin hết lòng cảm ơn. Kính thưa cộng đoàn, thầy Sáu hôm nay ra mắt với giáo xứ, giảng hơi ngắn, thầy giảng hơi ngắn, và chúng ta thấy thầy toát hết mồ hôi. Có lẽ thời tiết nóng, và cũng chúng ta cầu nguyện nhiều cho thầy. Thầy còn nhiều công việc phải gánh vác cho nhà dòng, và với thành phần của giáo xứ, dòng Gioan Thiên Chúa cũng là thành phần của giáo xứ chúng ta. Thế năm nay chúng ta có hai tân linh mục, thầy Sáu Phương của chúng ta và thầy Sáu Hiệp đây. Cộng đoàn giáo xứ sẽ tiếp tục cầu nguyện cho thầy. Giờ đây chúng ta lãnh phép lành trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay con một Thiên Chúa đã lên trời và mở lối cho anh chị em vào chính nơi Người đang ngự trị. Xin Thiên Chúa toàn năng ban muôn phúc lành cho anh chị em. Amen. Như Chúa Kitô sau khi phục sinh đã tỏ mình ra cho các môn đệ thấy thế nào, thì khi Người đến xét xử, xin Thiên Chúa cũng ban cho Người, cũng cho Người tỏ ra nhân từ với anh chị em đến muôn đời như vậy. Anh chị em tin Đức Kitô đang uy linh hiển trị cùng Chúa Cha, ước chi anh chị em cũng có thể vui mừng cảm nghiệm được Người đang ở cùng anh chị em mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa cộng đoàn, chiều hôm nay 6 giờ kém 15 chúng ta dâng hoa kính Đức Mẹ, và chiều hôm nay là đội hoa giáo họ Mông Triệu. Trong tháng năm này chúng ta cũng tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc kết hiệp với các con hoa trong giáo xứ dâng lên Đức Mẹ. Hôm nay cũng là ngày của Mẹ, chúng ta cầu nguyện nhiều cho Mẹ của mình và cũng hướng lòng lên Đức Mẹ Maria. Hôm nay Chúa Về Trời cũng là ngày bổn mạng của giới truyền thông. Chúng ta cũng cầu nguyện giáo xứ chúng ta cũng có ban truyền thông để cho mọi người, cho ban truyền thông cũng như là của giáo phận và của giáo hội cũng đưa đến được những cái thông tin tốt lành đến cho cộng đoàn. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Oh,
Cha và Con và Thánh Thần. Amen.